Xin chào các bạn. Gần đây để nâng cao chất lượng các video quay phát và dịch vụ thì Game TV đã triển khai dịch vụ thu phí khi xem tường thuật trực tiếp các trận AOE đỉnh cao. Sau đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp thẻ để có thể xem những video đó. Thì trước tiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản. Các bạn hãy điền tên đăng nhập của các bạn. Sau đó các bạn điền email và nhập mật khẩu. Lưu ý là mật khẩu tối thiểu chỉ 4 ký tự. Sau đó các bạn kích vào đăng ký. Và ở đây sẽ hiện ra, hệ thống sẽ hiện ra hai hình thức thanh toán. Thứ nhất đó chính là nạp thẻ bằng ATM nội địa, thứ hai là nạp bằng thẻ cào. Thì trước hết mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp bằng thẻ cào. Ở đây hệ thống sẽ hiện ra cửa sổ, đó chính là các bạn sẽ chọn loại thẻ mà các bạn muốn nạp. Thì ở đây mình sẽ dùng loại thẻ đó là Mobifone. Sau đó các bạn điền mã thẻ, số series thẻ. Sau đó các bạn kích vào nạp thẻ. Vâng, và hệ thống sẽ báo rằng là thanh toán thẻ qua thẻ cào, bạn đã nạp thẻ thành công 20.000 Fcoin. Thì các bạn sẽ kích vào Live Game TV để kiểm tra xem là các bạn đã xem được video đó chưa nhá. Trưởng mỗi đầu cô của bạn là to rồi, ba nhà yếu rồi, ba nhà yếu rè rồi, có thể xem được ba nhà đã yếu rồi, còn bé nó vô thường, 44-76 vô thường, đang khảo hồi khá tốt. Anh ơi, anh bò lốt. Vừa rồi thì Liên đã giới thiệu cho các bạn cách nạp bằng thẻ cào. Còn đối với việc nạp thẻ bằng ATM nội địa thì có một lưu ý nhỏ như thế này. Đó chính là cái thẻ mà các bạn thanh toán, đó là thẻ đã đăng ký dịch vụ Internet Banking, tức là thanh toán qua Internet. Sau đó sẽ hiện ra cửa sổ để các bạn nhập số tiền và ngân hàng. Và sau khi chọn xong thì các bạn sẽ ấn thanh toán. Thì hãy chờ một chút thôi thì hệ thống sẽ gửi về. Và các bạn sẽ kích vào Live TV để xem là các bạn đã xem được chưa. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.